Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2023. Em đang đứng ở ngay một cái cung đường. Đây là khu vực phường 5 Vạn Thành. Trải dài đến cung đèo Tà Nung thì có hoa dạ quỳ rất là đẹp. Ngay vị trí đây là cổng làng hoa Vạn Thành. Con đường này sẽ đi về Tà Nung quý vị. Bây giờ là 11 giờ. Hôm nay em sẽ dẫn quý vị và các bạn đi về vùng ven của thành phố Đà Lạt, đó là thị trấn Nam Bang. Nam Bang là một thị trấn nhỏ của huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng. Và trước khi đi về Nam Bang thì mình sẽ đi ngang qua trục đường đèo 725, đó là đèo Tà Nung. Từ làng hoa Vạn Thành mà chạy xuống đây thì có một cái ngã ba quý vị. Hướng bên tay trái thì mình sẽ đi về Tà Nung, còn bên tay phải thì sẽ đi về trang trại Cún, rồi đi về suối Vàng, thung lũng Vàng. Sắp tới thì trên con đường này sẽ nhộn nhịp, sẽ rất đông người, bởi vì đến mùa cỏ hồng, du khách sẽ đi đường này để mà đến với điểm chụp hình đồi cỏ hồng. Ở ngay vị trí này là đầu đèo Tà Nung quý vị, giáp danh với phường 5 của thành phố Đà Lạt. Cung đèo Tà Nung thì chỉ có hơn 7 cây số thôi, nhưng mà có nhiều khúc cua kiểu tay và có độ dốc lớn. Cung đèo này cũng nguy hiểm như là đèo Mimosa, bởi vì vừa có độ dốc vừa có nhiều khúc cua. Hàng năm thì có nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu là xe gắn máy. Ở đây hoa quỳ đã bắt đầu nở vàng óng dọc theo tuyến đường rồi quý vị. Ngay sân bay Cam Ly, chạy dài đến cung đèo Tà Nung đã nhuộm một màu vàng óng bởi những cây hoa dã quỳ. Và dọc đoạn đường đi ngang qua đèo thì có các cái khu du lịch rất là đẹp. Rất là đông bà con đổ về Nam Bang để làm kinh tế mới. Bà con của bác từ Hà Nội vào lập nghiệp. Và có các khu phố như là thị trấn Nam Bang, như là Hà Đông 1, Hà Đông 2. Nông trường Nam Bang bây giờ được chia thành hai đơn vị hành chính, đó là thị trấn Nam Bang và xã Mê Linh quý vị. Mùa này mình đi từ Đà Lạt xuống thì rất là đẹp, đi ngang qua trục đường đèo Tà Nung. Và điều đáng nói ở đây là có hoa dã quỳ đã nở mọc hai bên đường, tạo nên cảnh sắc ở ngoại ô hết sức là yên bình. Những bông hoa vàng óng ả khi mà đi xe máy trải nghiệm thì rất là tuyệt vời. Dọc theo cung đường đèo Tà Nung thì có nhiều khu du lịch như là khu du lịch Cao Nguyên Hoa, Hồ Trên Mây. Ngoài ra thì còn có các ngôi chùa nổi tiếng như là chùa Vạn Đức, rồi xuống chút nữa thì có chùa Tinh Ẩn. Hôm nay em sẽ dẫn quý vị và các bạn đi trải nghiệm vừa đến những khu du lịch nổi tiếng hiện nay. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần cho nên là du khách cũng đổ về đây, đổ về các khu du lịch ở ngoài ô. Nhân đây thì em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều niềm vui. Hoa dã quỳ bây giờ bắt đầu mới nở nhiều và kéo dài cho đến tháng 12, cuối tháng 12 thì vẫn còn. Bây giờ mới chỉ là đầu mùa thôi quý vị. Quý vị và các bạn có dịp đến thành phố thì mình sẽ đi về sân bay Cam Ly. Tại đó hoa dã quỳ nở rất nhiều và đều và đẹp. Hôm nay cung đèo Tà Nung cũng đông bởi vì cuối tuần quý vị. Du khách đổ về vùng ngoại ô như là thị trấn Nam Bang. Hiện nay xu hướng đi du lịch ở vùng ven ở ngoại ô rất là nhiều, bởi vì thiên nhiên, cây cỏ, có chỗ vui chơi, thoáng mát, rộng rãi. Đặc biệt là đến dịp cuối tuần á, những ngày nghỉ thì du khách đến đây để mà nghỉ ngơi rồi đi du lịch. Bên cạnh đó thì có các khu du lịch cũng mở ra ồ ạt dưới đèo Tà Nung. Rồi khu vực thị trấn Nam Bang. Hôm nay Đà Lạt vẫn còn mưa quý vị.
Ở trên Đà Lạt thì đang mưa to. Mấy bữa nay thì mưa theo dạng đám mây, mưa lướt qua nhanh. Ở Đà Lạt đang mưa mà ngay vị trí đèo. Ở đây vị trí em đang đi á, thì lại không có mưa quý vị. Mùa này cũng ít mưa dần rồi, nhưng mà trận nào trận đó thì cũng đều to. Buổi tối chỉ có 13-14 độ thôi. Mùa này hoa dạ quỳ nở cho nên là dễ mắc các bệnh đường hô hấp. Và sắp tới thì có gió mùa đông bắc, thì có phấn thông được quý vị. Khi mà gặp gió thì sẽ phát tán ra môi trường. Ngay vị trí này thì đây là một cái khúc cua. Tại đây có khá là nhiều người đến đây để mà chụp hình lắm luôn quý vị. Vừa đứng ở trên mỏm đá này, vừa chụp hình xuống. Vào thời điểm đẹp nhất đó là thời điểm khi mà mặt trời chuẩn bị xuống núi. Trên này quý vị và các bạn có thể thấy là hoa dã quỳ đã bắt đầu nở một màu vàng ấm theo cơn gió đung đưa rất là đẹp. Và có những khúc cua. Khúc cua tại đây cũng đẹp, khúc cua khỉu tay. Nhiều khúc cua ở trên đèo này cũng khiến cho nhiều người nhớ mãi. Tại đây là khu du lịch Hoa Sơn Điền Trang. Vào bên trong thì mình sẽ mất vé 50.000 một người. Bên trong thì có những tiểu cảnh như là bàn tay được đan bằng tre để mà chụp hình. Khu du lịch ở đây mở lâu rồi quý vị, nhưng mà dạo gần đây thì đóng cửa do trùng tu. Bây giờ thì hoạt động trở lại rồi. Mỗi khu du lịch thì đều có mỗi cái riêng. Nhưng mà ở ngay đèo Tà Nung này thì đều có một cái chung. Đó là vẻ đẹp núi rừng, thời tiết khí hậu trong lành mát mẻ. Đây là khu du lịch Cao Nguyên Hoa. Khu du lịch Cao Nguyên Hoa thì được thiết kế theo không gian mở để cho du khách có cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Bên trong người ta trồng hoa, có những loại hoa hồng, những giống hoa hồng được nhập từ nước ngoài về. Khu du lịch ở đây được nhiều người ưa thích quý vị, bởi vì thiên nhiên không có những tiểu cảnh mà con người tạo ra, giả tạo, mà thay vào đó là những nét đẹp của tự nhiên. Giá vé là 100.000 đồng một người. Bên trong thì khá là rộng. Mình đi bộ xuống những bậc cầu thang hơi mỏi chân. Lúc đi lên á, có xe điện chở mình lên. Bên trong còn có một cây xì cổ thụ 1.000 năm tuổi quý vị.
gần đến hết đèo Tà Nung rồi thì lại có thêm những khu du lịch mới nữa như là thung lũng hoa Tà Nung rồi hồ trên mây. Ngoài các khu du lịch ở đây ra còn có một ngôi chùa đơn sơ giản dị mang hồn quê từ Hà Nội, đó là ngôi chùa Vạn Đức quý vị, nằm ngay ở dưới chân đèo. Khu du lịch Hồ Trên Mây, đây là điểm du lịch cũng có nhiều người biết đến rồi quý vị. Ở đây nằm trên một vị trí cao thoáng đẹp, một cái hồ nước lúc nào cũng trong xanh. Bên trên đó là một quán cà phê để mình ngồi ngắm view ra, một bên thì có hoa dã quỳ nở rất là đẹp rồi. Phía dưới này đó là những tiểu cảnh để cho du khách đến chụp hình. Phải nói là ở dưới đèo Tà Nung mà chạy dài đến vực Nam Bang thì có đến cả chục khu du lịch mở ra luôn quý vị. Mình có thể đi kết hợp từng khu du lịch này kéo dài xuống, có khi đi cả ngày cũng không hết được. Bây giờ thì em sẽ dẫn quý vị và các bạn đến một nơi thanh tịnh trang nghiêm, nơi mà mình có thể tìm thấy chút không gian nhẹ nhàng, thanh tịnh giữa bộn bề của cuộc sống. Đó là mình sẽ đi vào ngôi chùa Vạn Đức. Sau khi rời ngôi chùa Vạn Đức thì em sẽ tiếp tục chạy về trên con đường tỉnh lộ dẫn về phía xã Tà Nung. Xã Tà Nung chủ yếu bà con người dân ở đây là làm nghề trồng trọt, chăn nuôi, trồng dâu, nuôi tầm. Phía trước có một cái ngã ba quý vị, bây giờ em sẽ tiếp tục chạy thẳng vào. Lát nữa thì em sẽ đi về thị trấn Nam Bang. Đi vào đây để cập nhật đến quý vị và các bạn, bởi vì trong này cũng có nhiều khu du lịch đẹp, điển hình như là khu du lịch Mongoland. Bây giờ là buổi trưa rồi, 12 giờ, cho nên là tại đây đang dọn tiệc đám cưới. Đám cưới ở quê thì nó cũng vui hơn là ở thành phố, bởi vì ở nhà thì có sân bãi rộng rãi này, có khi là cả xóm đến chung vui rồi hát hò. Khu du lịch Mongoland ngày nay thì người ta làm một trò chơi đó là máng trượt quý vị, do vậy thì cũng thu hút rất là nhiều du khách đến đây vào những dịp cuối tuần. Còn đây là giáo xứ Tà Nung, đây là lối để mà chúng ta đi vào khu du lịch điểm vui chơi. Những điểm như thế này vào dịp cuối tuần thường có rất đông du khách, có những trò chơi như là trượt máng rất là thú vị. Giá vé ở đây chỉ có 80.000 thôi, trong khi đó vừa có cả nước uống. Đây là giống bơ, bơ bút quý vị rất là béo và ngon. Tại vì thổ nhưỡng ở đây đất đỏ phù hợp với loại cây trồng này, cho ra trái béo hơn. Trái bơ thì được làm sinh tố bơ thôi quý vị, hoặc là làm kem. Thank you.
đó là những trò chơi cảm giác mạnh. Các bạn mà đi những trò này thì đều trượt xuống rất là nhanh và la hét. Còn đây là trạm y tế xã Tà Nung. Quý vị và các bạn có thể thấy ở Đà Lạt mây đen dày đặc, bầu trời thì đen nghịt rồi. Hiện tại ở Đà Lạt thì đang mưa rất là to. Tại thành phố, trung tâm thành phố Đà Lạt thì cách vị trí này khoảng 17 cây thôi quý vị. Nhưng mà ở đây thì lại không có mưa. Và tiếp theo thì em sẽ đưa quý vị và các bạn đi về tiếp tục con đường tỉnh lộ về vùng ven, cho nên là cảm giác cũng yên bình. Tiếp theo đó có một khu du lịch nữa, đó là khu du lịch Hoa Trồng Rừng, cũng đang rất là nổi tiếng, nhiều người cũng đến đây vào những dịp cuối tuần. Mình sẽ đi qua một con đường ngoằn ngoèo, hai bên là rừng cây. Mùa này những cây thông đã reo xì xào. Đi đoạn đường này mình thấy cảnh thiên nhiên quý vị. Khi mà đi hết đoạn đường có thông thì mình sẽ đến với một con đường rất là đẹp, xung quanh là những vườn hoa. Tại đây với diện tích rộng hơn 60 hecta. Ở miền Nam và miền Bắc thì đều có cách tính khác nhau. Miền Nam thì 1 hecta sẽ là 10 sào, mà 1 sào là bằng 1.000 mét. Quý vị và các bạn có thể thấy là nó rộng đến cỡ nào. Xung quanh chỉ toàn là hoa với hoa. Còn đây là một khu du lịch nữa mới hoạt động, cũng thu hút rất nhiều du khách. Bởi vì có hệ thống máng trượt giống như là Mongoland lúc nãy vừa đó quý vị. Giá vé vào cổng thì 100.000 đồng. Tại đây cũng có một nét riêng mà cũng có một nét chung. Nét riêng ở đây thì được mang phong cách không gian của Tây Bắc. Và nét chung đó là có vườn hoa cũng như là có máng trượt. Vào bên trong thì có nhiều tiểu cảnh độc đáo lắm quý vị. Còn bây giờ thì em sẽ dẫn quý vị và các bạn đi vào thăm viếng ngôi chùa rất là linh thiêng, nằm bên cạnh thác voi hùng vĩ, đó là ngôi chùa Linh Ẩn Tự của trụ trì Thích Tâm Vị. Đây là những cây tiêu của bà con nông dân. Ngoài vùng này thì bà con nông dân trồng cà phê ra, còn có trồng bơ và trồng tiêu. Xa xa quý vị và các bạn có thể thấy tượng Phật Quan Âm cao đến 71 mét, nằm sừng sững giữa trời. Xung quanh là cảnh quê yên tĩnh, tuy nhiên thì có một điều đó là hơi buồn và vắng quý vị.
Hiện nay thác Voi đã ngừng hoạt động lâu rồi quý vị. Mùa này cũng là mùa nước nhiều, từ khu vực Đà Lạt, thác Cẩm Ly đổ về. Hiện tại thì Đà Lạt đang mưa to, cho nên là nước chảy rất là xiết cuồn cuộn. Đứng ở đây vẫn nghe thấy tiếng thác nước ầm ầm. Các nguồn thác ở Đức Trọng như là thác Liên Khương rồi thác Bồng Gua, mùa này thì nước cũng chảy rất là xiết. Mùa này là mùa nước nhiều, vào tháng 6 cho đến tháng 10. Còn mùa khô thì từ tháng 11 cho đến tháng 5, đến năm sau. Còn ở khu du lịch thác Voi thì ngày hôm nay thì đóng cửa lâu rồi quý vị, không biết là vì lý do gì, cho nên là mình chỉ có thể ngắm thác Voi từ khu vực chùa Linh Ẩn qua thôi. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng với em thăm viếng cảnh chùa để cho lòng mình nhẹ nhõm hơn. Trụ trì Thích Tâm Vị là một trụ trì nổi tiếng với những ngôi chùa độc đáo, như là ở Đà Lạt thì có chùa Linh Phước, ngôi chùa Ve Chai, nắm giữ nhiều cái lục Guinness. Trong đó thì có tượng Phật bằng hoa bất tử. Còn ở chùa Linh Ẩn thì có tượng Phật Quan Âm cao đến 71m. Và sắp tới thì chuẩn bị khánh thành một ngôi chùa lớn ở ngoài Đà Nẵng nữa quý vị.
Và cũng đến ngay vị trí này, em xin phép được tạm dừng video tại đây. Video cũng khá là dài rồi. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè. Còn bây giờ em xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của em.